Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tắc đường ngày càng gia tăng là việc gia tăng các phương tiện cá nhân, đặc biệt là ô tô trong những năm gần đây. Ở những chỗ ùn tắc, ô tô chiếm dụng từ 50 đến 70% diện tích mặt đường, tỷ trọng ô tô và xe máy gần tương đương. Đây là những con số đánh giá vừa được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đưa ra. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, khi nói đến tai nạn giao thông thì thường đề cập đến xe máy. Tuy nhiên thực tế, 25% là do xe máy gây ra, 75% là do ô tô. Do vậy, phải nhìn nhận khách quan để đưa ra chính sách quản lý, chọn đúng đối tượng, tránh gây bức xúc. Trên thế giới, các quốc gia phát triển vừa phải phát triển vận tải công cộng và vừa phải quản lý sử dụng xe cơ giới cá nhân mới có thể hạn chế được ùn tắc. Việc có một đô thị mà đi đến đâu cũng có thể dùng ô tô hay 80% người dân dùng vận tải công cộng là điều khó thành hiện thực. Trong khi đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng trong năm qua, hạ tầng đô thị được đầu tư lớn như đường hướng tâm, đường vành đai, nhưng chiều hướng tốc độ phát triển phương tiện cá nhân quá lớn. Khi đời sống đi lên thì mọi người mua ô tô nhiều, ô tô chiếm dụng từ 50 đến 70% diện tích mặt đường ở những chỗ ùn tắc, tỷ trọng ô tô và xe máy gần tương đương. Năm nay, Hà Nội phấn đấu giảm từ 8 đến 10 điểm ùn tắc, đồng thời giảm tai nạn giao thông từ 8 đến 10%.